Trong ngày 27 tháng 4, Tổ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Văn Lâm đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phối hợp với công an xã Nghĩa Trụ bắt quả tang đối tượng Hà Văn Quang, trú tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ thu giữ 0,162 gam ma túy dạng heroin. Hà Văn Tình, trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên người đối tượng 1,128 gam ma túy dạng heroin. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Lò Văn Điển, trú tại xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có hành vi tàng trữ ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Tại chỗ, thu giữ 0,356 gam ma túy dạng heroin. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.